Rừng rái sắp chấm lái vì Praha xâm lạp mình luôn. Đó xa hai là khăn của bác tật sát bác tế bà rắn. Đại mình toàn trẻ bàn kê cầm non át tạ sinh nhãn bàn bình lính. Nâng cho bác loa tha bộ viết chi ẩm bồ sát ở bầy lời. Vì bàn chạp đàm giúp tình ca thưa ẩm bơ ở các tạch cam lớp bởi dịch chôn dễ vận đón. Đại dịch khai tội mũi nơi phía khăn tập bóng bác tế bà rắn. Khăn ẩm lòng sát tập vọt tít đắp rằm bầy. Cả xâm lạp đó xa hai nâng cú ở rừng thốt ní. Bạn khái chỉ khi tạch cam đó xa hai bóng phót khăn bó tật sát ở bó bó tế bà rắn. Bằng ca phép chật bọc chật bó dàng kháng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Rồi viếng chăn nuôi quan prampi rồi học sập bốn, nâng chăn nuôi quan prampi rồi học sập prampi. Miền sắt đó cầm băng mũi, đại miền một thà đầm bis. Vì bàn vì lúc đầm bòn cho nó bọt mũi nên tịt trong dễ vận đấm, protest bà rằng. Mình nói chắc prostrate nâng cột mà, pro hai pram rồi nhẹ. Rồi bàn kê ri cà thá bàn thẹn khốn chỉ chôn rồng cột slap giang ở nơi ở thoáng đời xa sát chân lại mà giang đại kê bàn đã chôn vịt thá the beast dễ vận đón lá bút tê từ dễ vận đón khả năng đại chôn chết bà rắn chỉ chả nợ bên nút bàn sát là một thả sát chân lại nút cứ chia đập bì rứa co chia chỉ cho bay xa chân trụ chìm bàn tay cày móc nhẹ prái sờ máy tầm lợp chỉ chán mình dốt sọp tết thả với chỉ sát ẩm bô chỉ chọ nhẹ prái chẳng nhẹ sát chiều là bán lượng làng thả. Đặc biệt, mình mến chỉ cho toàn tài sọt. Đôi chứ này, ta vi cứ chỉ sát ở vậy. Đôi chỉ cho, tái mình mến chỉ cho. Cả vi Praha đó xa hai tựa bàn cọt trá chỉ nước đầm bông rồi bỏ sát trần lại đó á cầm bằng đi. Bạn cả láng nơi ngay thì xăm sắp khai mình thông nà chỉ là một quán bản vi rồi học sắp 4. Nơi bếp đã sắp trây công việc chiếm nâng cổ, đại minh ảnh dụng Praman đọc 4 cho nắm. Chúng mô tha trên lý bù lịch. Bạn cầm phong khuyên vông chiếm nâng vông cô đã bỏ niếng nơi lỡ viên mà ngồi. Niếng bù lít, mình mến chỉ chôn rô cô đậm bông đã bỏ sát chấm lách một tí. Cầm lọc trá, bạn riêng rõm mọc thà. Ní riêng về khẩm hình rụt ní, cầm phong tạch khuyên sát vi hà nạ đã bỏ niếng nơi lỡ viên mà ngồi được không đậm bòn nụ. Khả nạ nụ, chắc cái châm luôn bây cả bạn bỏ niếng, cậu bác bàn chênh xâm lênh pruu dàng khả lăng. Đào cụ vía bàn cho khách xâm lăng từ lớp cầm bột bấy mình chẳng ai còn mán quý cần lấy rồi tê đã bỏ niềm khả nạn nó còn lấy chân nơi sát chầm lại mày dáng đài niệm ở đài thoạt hơi viết về môn mặt sọc đào vía bán bàn chân xâm lên được cụ ở thầy lại cài nền xâm lấy bào vía lệ bàn miếng qua đài nghề thả mình mến chứ xâm lên sạch lá mình mến chứ xâm lên sạch táo hói co mình đôi con để sát cho môi lưng xâm lấy đã bỏ sát để trọ đài. Vì bán sức đốt nơi đầu tiên chơi thêm lúc sát chầm lại nhé. Vì bán sức cao viết của hai chị trang đốt bột lỡ lên càng nhiều. Những bán rút lăng từ lỡ rửa tế kinh lục cái đại sức bị không rửa tế. Đại miên mốc rút rút chầm lột bầy làm bầy tốt đọc việc thu ra một miếng chồng quốc cao viết của hai và bán sát chầm lại nhé. Chầm nách ai chắc ai ra bỏ miếng cọp chia dân trúc nâng cáp với những hồng đá. Đói cụ vía, bàn long quát khăn sát chầm lạch này. Tá, trạch bàn sát chầm lạch này, té nâng tóc, nâng đói cửa nhắm. Đại miên cửa chỗ đầu quanh với nâng một số cho bỏ vía. Bần đàn ở trái bị bá, trạch bàn ngóp liềm liềm. Khánh nát đai sát chầm lạch như bầm rong nâng lúc sử trục nếm. Niếng có bàn chốt lùm phê nhận bỏ niếng chạy trong smash đâm là bỏ sát chầm lạch này. Niếng có bàn thép với lơ rửa tệ. Hai phim đúng. Vòng cô nâng vòng chim bật bỏ niếng. Có stu rụt một tầng vô một lóng bọt niếng. Đại chỉ khá ca bia khôn niếng. Mình áo sắp chầm lạch đo xa hai lúc. Một vi Praha tầy lửa đo khôn niếng bàn. Mình tọt mốt vụ viết có bàn phơi chỉ khai ca bia khôn niếng giang rừng muộm. Hỏi bàn bật đánh sắp chầm lạch ní. Áo chắc chánh vì tìm được bàn. Tợp niếng miên chỉ vật ai vẫn trở lọc bỏ can khôn một thàn bình. Niếng bàn đi bỏ prap nệp thông nơi dễ vừa đòn thả. Sạch ní mới tới ưu chí sách để chọn thông miền rốm bó cửa hóm rồi chuyện tối. Các bác đồ chứ cái nó cần tùy bệnh. Cái mốt bố cứ đi dạ về 7 tháng ngày. Mình sẽ đây đại kích phốt ẩm Pika vi Praha chỉ lược tìm mùi đã bỏ sạch tầm lạch ní. Trên bố lết ai giúp đọc 4 năm Trật bàn kia rồi khơi dạ sọc đã bỏ niếng, đại trật bàn sầm lấp đôi sắt chân lạnh lúc mình ngay còn man ẩm piti chân lạnh đại việt lọp viประหาร niếng chỉ lực đầm bông lời. Nơi các bãi dạ sọc đã bỏ niếng, đại miên tại đòn khôn lúc, cứ bố pin cho đời được bố sọc sạch, tại mình khinh các bãi đã bỏ niếng nổi lại. Hỏi prom tiệm miên dạ sọc sạch cô ngóp sọt sọt chầm luôn pram các bãi tiệp phòng, đại xuất sân tại đạch sách nâng đạch bằng pung cổ. Pin mưa đại đại. Cả với bà hạ ở sát trần lại đang mình trật bàn phía score chmô ní trật bàn rì cá chỉ nhật nhóp thả bàn phơi cá với bà hạ mất cầm nọt cô đàng lại mình tha tay mình pro rước còn mình sấy rước cô chỉ không anh tội được tệ sát trần lại ní vì với bà hạ mình rước một lời khả năng đại bục kê chẳng nốt cứ cầm bông kẹt phơi cá nơi đầm bòn chân bắp trong vịnh nhung đài nhạc không chấp đa miền arom hay khai chỉ khăng chùm pu hai cá này đại miền sập chấn lái vì bờ hàm manu, hai cầm pông tài lẹ khốn nơi tí prey chật chật nơi cho vinh tê bọc cụ kê ban chạp đam can là một cục đáy chọt khốn, đam bấy tiêm phơi sừng tiêm cho vinh đường sập chật chọt bấy sát đo chầm lái nè, cá bà rọ bằng pika sầm lấp đo rừng kia pi sầm nã chật chọt bấy sát đo chầm lái, bàn cạn lang chầm púc prey chốn nơi khai dễ vun đóng cục cục nè, chiếc cáp bật nè. Nhẹประวัติศาสตร์คือលោក James M. Smith បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលមានឈ្មោះថា The Monster of Gévaudan ដែលបានរៀបរាប់អំពីការវាយប្រហាររបស់សត្វចម្លែកដែលបានកើតឡើងកាលពីប្រមាណ2ខែមុនបន្ទាប់ពីមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលនាងកំពុងតែឃ្វាលគោសៀវភៅរបស់គាត់បានសរសេរថាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលនាងកំពុងតែឃ្វាលគោរបស់នាងនៅលើវាលស្មៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានអំពីភូមិរបស់នាងហើយត្រូវបានសត្វចម្លែកមួយប្រភេទដែលនាងបានរៀបរាប់ថាស្រដៀងដូចជាចចកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចចកនោះទេបានធ្វើការវាយប្រហារនាងខណៈដែលនាងកំពុងអង្គុយសម្រាកនៅក្រោមដើមឈើដំបូងនាងឃើញវងគោរបស់នាងចាប់ផ្ដើមផ្អើលហើយបានកំពុងរត់គេចចេញពីកំពូលព្រៃបន្ទាប់មកពួកវាក៏បានរត់មកប្រមូលផ្ដុំគ្នាពួកវាបានស្រែកហើយកៅភ្នែករបស់ពួកវាសម្លឹងទៅកាន់កំពូលព្រៃមួយនៅក្បែរនោះព្រៃនោះវានៅជាប់ផ្ទាំងថ្មដ៏ធំមួយខណៈនោះស្រាប់តែលេចចេញនៃសត្វចម្លែកម្យ៉ាងរៀងដូចចចកបានស្ទុះចេញពីកំពូលព្រៃនោះហើយវាបានរត់សម្ដៅមករកនាងតែម្ដងនាងពិតជាភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយស្ទុះរត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងកណ្ដាលវងគោរបស់នាងដែលក្រោយមកនាងបានរួចរស់មានជីវិតដោយសារតែវងគោរបស់នាងបានជួយការពារនាងការវាយប្រហារបានបន្តពីរដូវក្តៅរហូតដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះបើយោងតាមសៀវភៅមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដែលបានសរសេរដោយលោក George Eberhard ដែលមានចំណងជើងថា Mysterious Creature ប្រទេសបារាំងបានស្ថិតនៅក្នុងការធ្លាក់ចុះដុតដាបជាខ្លាំងដោយសារសង្គ្រាមញោមញីអស់រយៈពេល7 ឆ្នាំប្រទេសនេះត្រូវបានចាញ់សង្គ្រាមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអាណាចក្រព្រូសៀហើយចក្រភពអង់គ្លេសនិងស្ដេចបារាំងល្វីសទី15បានបាត់បង់ទឹកដីអាណានិគមនៅក្រៅប្រទេសជាហេតុនាំឲ្យមានភាពចលាចលនិងអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសហើយរឿងសត្វចម្លែកវាយប្រហារមនុស្សនេះមិនត្រូវបានអើពើអំពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលបារាំងឡើយហើយវាបានបន្តវាយប្រហារមនុស្សកាន់តែកើនឡើងគ្មានជប់ឈរបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលយោងតាមរបាយការណ៍និងកំណត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាសត្វចម្លែកដែលជាសត្វតិរិច្ឆានដ៏សាហាវនេះវាមានឈ្មោះជាភាសាបារាំងថា Bête du Gévaudan ជាភាសាខ្មែរប្រែថាសត្វសាហាវវាបានវាយប្រហារខំសម្លាប់និងស៊ីផ្នែកខ្លះនៃរាងកាយរបស់មនុស្សទូទៅជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារក្នុងរបាយការណ៍និងកំណត់ហេតុនេះបានរាយការណ៍ថាបំពង់ករបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានធ្លុបបេះដូងរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានទាញចេញមកក្រៅចំណែកឯថ្លើមរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានបាត់ចេញពីរាងកាយចំណែកឯកត្រូវបានបាត់ចេញពីដងខ្លួនរបាយការណ៍និងកំណត់ហេតុនេះបានបន្ថែមថាសម្រាប់មនុស្សប្រុសពេញវ័យប្រសិនបើពួកគេនៅកន្លែងណាមួយស្ងាត់ដាច់សង្វែងតែម្នាក់ឯងក៏ជាគោលដៅវាយប្រហាររបស់សត្វចម្លែកនេះផងដែរមានការវាយប្រហារសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលអ្នកខ្លះបានអះអាងថាសត្វចម្លែកនេះវាមានចំនួន2ក្បាលឬច្រើនជាង2ក្បាលទៅទៀតហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះនិងគួរឲ្យសង្ស័យទៀតនោះថាតើហេតុអ្វីសត្វចម្លែកនេះវាចូលចិត្តវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សស្រីនិងក្មេងៗខ្លាំងឡេះប្រជាជននៅខេត្ត Gévaudan មានការភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេមិនបានអង្គុយនៅទំនេរទេពួកគេបានស្វែងរកការអន្តរាគមន៍សូមជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងព្រមទាំងប្រកាសរកបុគ្គលដែលមានភាពក្លាហានដើម្បីឲ្យមកជួយតាមប្រម៉ាញ់សម្លាប់សត្វដ៏ចម្លែកនេះ Đại bắt đầu chia rừng vốn nơi tất cả rộp rối livery phòng đài. Đội đại lục Smith ban sản xế nơi trong dịp hơi đã bỏ quát. Vì trong nẹ thả hàn đại chỉ nẹ rầm mạnh đỏ ọc ác. Nơi tí cho nợ bọt mũi. Hầu phụ kế bàn bẩn to xoay nhớ rộp bộ bánh sạch nụ. Nơi tháng tí bầm bay khai tụ là chẳng 50 quán bầm bì rồi học sạch buồn. Bần màn máu bẩn to bì ca xoay nhớ rộp cúp cho họ. Phụ nẹ rầm mạnh có bàn bẩn tiếc khơi sát đo chầm lạch này. Vì trực bàn kia rộp khơi nơi ai đọc bòn mũi. Chúng ta sẽ rút đến là phòng đói việc cùng phong tài vi praha tam chấp sầm lấp nét công việc của mình nè. Chiếc sầm nang là bạn chúc cho môi đường nét bầm mảnh đỏ ong ai khla hán một crom này nét bầm mảnh một crom này bạn đánh banh năng tam chấp sắt sầm lạch này hầu việc có bẩn to rốt cái khôn cho được trong prey môi chúng ta premier đại chỉ prey miễn sập hiệp các mắc hao gần ngập tiệp phòng. Nẹ bầm mảnh bị bạn đang trôi được trong prey một lần này, hầu việc cột nặng phong đai là trong ca tam bầm mảnh sập prey để cứu ở class đang sah hát bài này. Nơi tiếp bằng phốt trong nẹ bầm mảnh, bạn phơi ca bạn đánh bằng á bằng không ở sập trần lạnh nước, rồi tranh bị prey cắt ra nước bàn. Đầu cụ kế bàn pra đập lớn, đập bậy đốt prey nơi cái bài nổ. Cụ kế ba bằng á bằng không nặng đánh ở sập trần lạnh đi tranh bị prey cắt ra nước, ở việc rốt một can viết smile mùi. Đại phụ kế kết thả ngay sâu nặng bánh làm bìa. Cổng nẹ bầm mảnh bàn bánh bìa đòi phá cầm phương chân nọc. Cả bánh chỉ trang crop sầm đáy từ căn đo khôn sắp chầm lạnh nút. Vì mình bàn rôn rạc buộc thông ngồi lại. Đòi việc trâu crop cầm phương hỏi việc đua đếch nơi lợi đầy. Khả nạc đại cổng nẹ bầm mảnh bàn kết thả cứ ngọt bạc để hài. Phụ kế bầm rộng nâng chỗ từ chất xạ sắp rộng vía. Đám bây bìa nật mơ thả tao vía ngọt hao rừng nở. Còn tài phim phim nút sát chầm lạnh này vì mình toàn ngóp nổi lời vì bán tung lang đôi cầm lang đọc lang mẹ mì hầu dục rồi nhằm đáy đè min cởi chỗ quê nhưng một suối đôi côn cầm bật tia tóc chắc tầm lũ bằng vùng có nâng phu hợp bò sầm chật trong nẹt của mình đần đào ở slap thêm phim trong những bài nhạc rút cầu vistu rút tầm lũ bằng bóc bài ca lắm quát đôi trong nẹt của mình kích trôi từ trong play bắt sầm màu từ bắn sao tại chỗ nông cru lại đây slap được trong cọc chim giác anh nói ở thom phần nọ mê trong nẹt của mình bán này dây thả Crop cầm phun sầm nọ vật chia mình ai từng lúc sẽ bách đọc crack mất bao về bàn cửa những hạng đôi chỉ mình bách ở bên mình dáng không quát đòi muốn à không là bọt mục hai ca này bàn đích lưu đầm nắng đòi bách là vít ti đập ram là bao bà rằng trong miền ca prui bà rom giang khlang hỏi đại còi mốt trong cả bàn phơi ca on tra cùng bình chun trong tề hiên bà rằng đại miết bao pisot quốc được trong ca bao bài sạt bách bà rằng là vít ti đập ram trong bàn được tu đầm nắng ông pika với praha Prachay là bó sắt bay sát đo chầm lạch đi từ lực crom nẹ bầm mảnh một crom đại miên mê crom chmô tha chê giết Pacific đại crom là bó quát và đạp tận đại ảo vụt bàn rụi rùa miên chỉ vật bị ca về Praha vì chỉ cho bay sát này đại quát hãy chỉ cho bay sát này cứ chỉ để bị hỏi bàn rê ca từ căn rụi rọt thập bị ba bà răng thằng đại sách bà răng bàn rụt thốt chất chẳng cây lên nhưng ngay sẵn xa đọc crom nẹ bầm mảnh Pacific đại bàn đo rồng quán đo nẹ đại rùi miên chỉ vật cho môi nâng miếng bạc rộp rối livery hỏi bàn đo rộng vốn đo lô phít tập phít nơi thần non rạ sạ đo áo tập tu đầm nánh chia sẻ nạ ái ca pi ấy chỉ tì diệt mình giúp mình mán còn miên ca lệnh lưu lắng nơi ca vi praha chỉ thông minh mà đồng tiết pi sầm nạ sắp bay sạch này đạch bà rằng là viết tí đập rằng có ba mình chun tì hiền tí cho vẹn đầm bay ạch tam bầm manh cho bay sạch đo cầm nạch này nơi không 50 quán pram pi rồi hóc sập pram còi tam bầm manh chỉ tràn ngay pi sầm nạ tì hiền bà rằng đại được nộp đòi ảnh nút này ai Frank Coy Athene nơi bên nút cứ bán sầm lấp sắt để cho Europe rồi các bạn hỏi bán bán chỉ cho đặt thùng một các bạn euro được bùa đại bi miền rùm qua bờ phe hỏi quát bán hai chỉ cho nông thà chia chỉ cho bờ phe ở là gì bản tọp mốc Athene có bán dước mê chỉ cho bờ phe ní tại can đi chùa vàng đã tăng bằng hai tại đo xa thì là lại chôn làm bấy bị đặt mờ về bản tọp bị cả bộ bán chỉ tràn khai năng sắt để cho Europe rồi các bạn tại bán sầm lấp rồi bài ca này ca vi praha nơi tai bần to cạn miền hầu vía bàn cạn láng được trong ca vi praha sầm lấp mà lúc đo rồng kia mũi nơi khái bị thụ nà bần to bị ca para cháy đã bọc crom nẹt bầm mảnh trong ca tới bằng crab bị ca vi praha đã bọc chợ chợ bay sát ở bàn sọp ngầm tới bàn lúc tách barang là vi tị đập ram bàn bần chôn chụp thay nơi crom nẹt bầm mảnh bọc trống bần thèm tiệt một chuối được trong ca tam sầm lấp sắt đo chầm lại này đòi miền ca đã chia rồng vuông phong đá đòi chôn nà rồi có crom nẹt bầm mảnh ná để ai cắt các bạn sắp để chọn chầm lại đi bán một vài trống trống bàn to đồng quan chỉ thực ra môi quan livre tận tâm năng nung riêng ra là bó sắp xa hai ní Trật bàn sọc sai đằng chọc sai này trong cassette bị Boston đo từ trong Bruxelles để bàn khai chỉ riêng đọc cụ ở chạp rõm này trong bộ phận sọc sai đằng bông kê này trong bộ phận sạc không cho nằm riêng này cụ ở có sừng cọp làm phốt này về đẹp phim bỏ trong nẹp làm mánh cứ nửa về đại nề ri vây khmên chmua tha Mary Jenny Valet ở dụ tiếp tại đập rầm bồn chăn trật bàn vi praha ở sát sài này nơi ngay từ đập bôi khai sài hà chăn năm mươi phút rầm bì rồi học sập rầm nửa về đại niên cầm phong tại long tân lê the guest chấm bôi đằng bông sấy đập bò niên niềng bắt đáp tận đời cầm phượng đại speed chốt nơi đường mà niềng Valet banประโยชน์ជាមួយនឹងសัตว์ចម្លែកនេះយ៉ាងក្លាហានហើយនាងបានចូលគៀកខ្លួនវាបំផុតនាងហាក់គ្មានពេលវេលាក្នុងការដកកំភ្លើងបាញ់វាតន់តែសោះឡើយពីព្រោះវារហ័សខ្លាំងណាស់ហើយនាងក៏បានប្រើរំពេងទប់ទល់ជាមួយនឹងចង្កូមដ៏មុតស្រួចនិងក្រញ៉ាំដៃរបស់វាដែលមានកញ្ចក់វែងៗដូចកូនកំបិតដែលស្ទុះលឿនស្លេវដូចជាផ្លេចបន្ទោមកចាក់ទម្លុះបំពង់ករបស់នាងបានយកលំពេងចាក់ជាច្រើនកន្លែងទៅលើដងខ្លួនរបស់វាប៉ុន្តែទោះបីជាលំពេងមុតស្រួចយ៉ាងណាក៏ពិបាកនឹងទម្លុះស្បែករបស់វាបានដោយងាយដែរនាងបានព្យាយាមទាញកំភ្លើងរបស់នាងដែលស្ពីជាប់នឹងស្មាដើម្បីបំបាញ់វាប៉ុន្តែมันបានសម្រេចនោះឡើយរហូតដល់កំភ្លើងដាច់ខ្សែធ្លាក់របូតចេញពីស្មារបស់នាងដោយនាងពិបាកនឹងទប់ទល់ហើយស្ទើរតែអស់កម្លាំងនោះនាងក៏បានដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់វាគឺចំណុចខ្សោយរបស់សត្វចម្លែកនេះគឺកែវភ្នែកដ៏ក្រហមកាចសាហាវរបស់វាដែលមានពន្លឺភ្លឺចែងចាំងនាងក៏បានយកលំពេងចាក់ទម្លុះចំកែវភ្នែកម្ខាងរបស់វាបណ្ដាលឲ្យវាស្រែកឈឺចាប់យ៉ាងពន់ពេកទាំងកំហឹងហើយបានយកដៃដែលមានសាច់ដុំកង់កង់មកទះលំពេងដែលដោតជាប់ទៅនឹងភ្នែករបស់វាធ្វើឲ្យ Valet របូតលំពេងចេញពីដៃវាក៏ស្ទុះមករក Valet ម្ដងទៀតប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះបងស្រីរបស់ Valet ក៏ស្ទុះទៅរើសកំភ្លើងដែលបានធ្លាក់នៅលើដីបោះកំភ្លើងទៅឲ្យប្អូនស្រីនាង Valet ក៏បានទទួលកំភ្លើងនោះហើយក៏បានបាញ់សัตว์ចម្លែកនោះចុះកណ្ដាលទ្រុងបណ្ដាលឲ្យវាខ្ទាតទៅម្ខាងហើយក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅបាត់ដំណឹងអំពីការវាយប្រហារដោយសัตว์ចចកចម្លែកទៅលើនាង Valet និងបងស្រីរបស់នាងនេះបានផ្សព្វផ្សាយល្បីរន្ទឺពេញរាជាណាចក្របារាំងហើយក្រោយមកនាង Valet ត្រូវបានគេស្គាល់និងហៅនាងថាជា Amazon និងជា Maid of Gévaudan រហូតដល់មានការសាងសង់រូបសំណាករបស់នាងប្រយុទ្ធជាមួយនឹងចចកបិសាចទុកជានិមិត្តរូបនៃភាពក្លាហាននៃ Gévaudan ដែលយើងឃើញរូបនាងកំពុងតែកាន់លំពេងប្រយុទ្ធជាមួយចចកបិសាចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅថ្ងៃទី20 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1765ចចកបិសាចដ៏ធំមួយត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយលោកអនុសេនីយ៍ឯក Francois Atone ដែលលោកមានអាយុ71ឆ្នាំទៅហើយនិងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ដែលបានបាញ់ឆ្កែចចកដ៏ធំមួយក្បាលនៅជិតវិហារមួយនៅតំបន់ Chess ដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាសត្វចម្លែកចចកបិសាចចុងក្រោយគេបង្អស់ Atone បានទទួលរង្វាន់ជាប្រាក់និងឋានន្តរស័ក្តិហើយសាកសពរបស់សត្វចម្លែកនេះត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងរាជវាំងជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែការវាយប្រហារដោយសត្វចម្លែកមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងនោះឡើយវាចាប់ផ្ដើមឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងខែធ្នូនេះបាទយោងទៅតាមកំណត់ហេតុមួយបានសរសេរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1898ដែលមានឈ្មោះថា Volume of Parisian Illustrated Review ហើយបានសរសេររាប់អំពីលក្ខណៈចម្លែករបស់វាហាក់បីដូចជាខុសពីសត្វចម្លែកមុនដែលក្រុមអ្នកប្រមាញ់បានបាញ់ពួកវាងាប់ពោលគឺបដូរអាកប្បកិរិយាពីខ្លាចសត្វគោបែរជាមិនខ្លាចសត្វគោទៅវិញហើយលើកនេះវាមិនខ្លាចអ្វីទាន់តែសោះសំបីតែក្រកកំភ្លើងរាជវាំងនៃរាជាណាចក្របារាំងបានសម្រេចចិត្តមិនអើពើនឹងការវាយប្រហារជាថ្មីនេះទេដែលបានអះអាងថាអធនេបានសម្លាប់សត្វចម្លែកនេះរួចហើយទីបំផុតការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រហារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅដើមខែមិថុនាឆ្នាំ1767បានបង្ខំឲ្យអភិជននៅក្នុងស្រុកម្នាក់ឈ្មោះថា Maurice Archer ឲ្យបើកយុទ្ធនាការបបាញ់មួយដែលផ្ដល់រង្វាន់ដោយគាត់ផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី19 ខែមិថុនាអ្នកប្រមាញ់ម្នាក់ដែលជាវីរៈបុរសដ៏ក្លាហាននៅក្នុងតំបន់ឈ្មោះថា Jean Castel បានបាញ់ក្រុមសត្វចចកនៅលើជម្រាលភ្នំមួយឈ្មោះថា Mouchet Castel បានសម្លាប់សត្វចចកជាច្រើនក្បាលក្នុងអំឡុងពេលបបាញ់របស់គាត់ដោយឈានដល់ការចាប់និងសម្លាប់សត្វចចកពណ៌ប្រផេះដ៏ធំចំនួន3ក្បាលនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅក្នុងឆ្នាំ1765សត្វចចកធំជាងគេបំផុតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាវាមានទម្ងន់រហូតដល់130 ផោនមានកម្ពស់31អ៊ីននិងមានទំហំខ្លួនធំជាងចចកធម្មតាចំនួន5ដងហើយកន្ទុយប្រវែងកន្លះហ្វីតចំណែកកម្ពស់ជើងរបស់វាដូចជាមួយនឹងកម្ពស់ជើងរបស់សត្វសេះខ្លាំងណាស់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះនៅឡើយនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់មនុស្សពីសត្វចម្លែកនេះ3ខែក្រោយមកការវាយប្រហារបាន cát lang chỉ thấm đồng tiền sắt chỉ cho bầy sái đại vì hạ đôi chỉ ban trở lấp một mình bản to cao vì lúc son sắc bằng hồ chiếm chiều mối nângประชาชน nông đập bón chỉ thấm đồng tiền sắt chầm lại đi bản to sầm lấp bàn giang xả hai khô khơi bầm phật nơi trong năm 1977 rồi hốt đo này diêm các sầm nặng mà nè nơi trong sọc muối từ bàn bộ việc khăm sầm lấp xi sắt đại bản so tại bờ ấp đáy đại chọc sắt nơi nâng đáy phía chộp các sầm nặng bản hỏiประชาชนประมาณ35เนี่ยត្រូវបានវាសម្លាប់យ៉ាងហង្គាលជាង Castel និងក្រុមអ្នកប្រមាញ់ជាង300នាក់ជាចុងក្រោយបានសម្រេចចិត្តចូលព្រៃតាមប្រមាញ់សត្វចម្លែកដ៏សាហាវនេះក្រោយមកមានពាក្យចចាមរាមមួយបានរីករាលដាលពាសពេញនៃតំបន់ Gévaudan ថាលោក Castel បានប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងដែលធ្វើអំពីប្រាក់ដែលអាចបាញ់ទម្លុះស្បែកសត្វដ៏កាចសាហាវនេះបានដែលគាត់បានហៅឈ្មោះវាថាជា The Beast ដោយធ្វើឲ្យពួកវាងាប់ម្ដងមួយងាប់ម្ដងមួយรหดเอาเมียนเพียบสงบสงัดในขนมกาวิประหารปีสำนักสัตว์จำไล่ดอสหายนี่หายได้บรรดาเอาเมียนเรื่องเปรี้ยดอละใบละใบในเตี้ยนอัมพีจินคาสเตลรหดดอเป็นปัจจุบันนี้หนึ่งบันโจกเตอร์ผลิตจึกสายพิบยนต์ผ่องได้กล้อยมองเตี้ยนกำนัดตราในขนมสิบเพย์ระบอกสะใสได้บันเคยสัตว์จำไล่นี่ต้อนบันสะใสจ้องในขนมกำนัดท้ายขนมสมัยนู้พิจารณาบันโยนสรบนั่นอ่างค่ะสัตว์นี้จีประเภทอัมโบสัตว์จะเจาะตัวใบจุปุวิทมจึงจะเจาะเป็นไวทอมดากระดอยអ្នកខ្លះថែមទាំងអះអាងថាវាមានរូបរាងធំដោយសត្វសេះវាត្រូវបានគេនិយាយផងដែរថាស្បែករបស់សត្វចម្លែកនេះគឺរឹងវាធន់នឹងគ្រាប់កំភ្លើងដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំនឿផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សដ៏អាថ៌កំបាំងណាមួយដែលអាចរៀនវិជ្ជាធ្មប់នៅក្នុងសម័យនោះដោយសារពួកគេបានអះអាងថាគ្រាប់កំភ្លើងធម្មតាមិនអាចទម្លុះស្បែកវាដោយងាយស្រួលឡើយការធ្វើកុសលវិច័យចំពោះក្រពះរបស់សត្វចម្លែកនេះបានបង្ហាញថាមានសាកសពមនុស្សនៅក្នុងក្រពះរបស់វាហើយសត្វចម្លែកនេះមានលក្ខណៈមិនមែនជាចចកដោយការពិពណ៌នាដោយសាកសីជាច្រើនដែលបានឃើញវានោះទេការវិប្រហាបានបញ្ចប់ក្រោយមកវាត្រូវបានគេសន្មតថាជាសត្វ Castel ប៉ុន្តែការសង្ស័យនៅតែបន្តដែលអ្នកខ្លះបានអះអាងថាវាពិតជាចចកការពិពណ៌នាអំពីអាកប្បកិរិយារបស់សត្វចម្លែកនេះ The Beast ត្រូវបានសាកសីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានពិពណ៌នាថាវាខុសប្លែកអំពីសត្វចចកធម្មតាវាមានកំភួនជើងធំជួនកាលមានទំហំប៉ុនកំភួនជើងសេះសម្បុររបស់វាមានពណ៌ប្រផេះក្រហមមានកន្ទុយវែងដូចខ្លាឃ្មុំក្បាលនិងជើងមានរោមខ្លីៗនៅមានពណ៌ដូចសត្វក្តាំងវាមានឆ្នូតពណ៌ខ្មៅនៅលើខ្នងរបស់វានិងក្រញាំជើងដូចឥន្ទ្រីតែវាមានរាមជើងវែងៗហើយមានក្រចកមុតស្រួចដូចកូនកាំបិតគំនូរជាច្រើននៃសត្វចម្លែកនេះត្រូវបានគូរឡើងឲ្យចេញជារូបរាងជាមួយនឹងលក្ខណៈចម្រុះពណ៌សាកសីជាច្រើនដែលបានពណ៌នាអំពីសត្វចម្លែកនេះបានអះអាងថាវាគឺជាសត្វចចកជញ្ជក់ឈាមដែលចំណីជាចម្បងរបស់វាគឺជាមនុស្សដោយវាធ្វើការវិប្រហាទម្លុះអំពងកនិងបើឈាមរបួសដែលគេរកឃើញនៅលើដងខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះជាធម្មតាត្រូវមានស្នាមនៅលើក្បាលនិងដៃក៏ដូចជាជើងហើយយ៉ាងហោចណាស់ជនរងគ្រោះចំនួន16នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដាច់ក្បាលពីដងខ្លួនហើយពេលវេលាតាមប្រមាញរបស់ពួកវាទៅលើមនុស្សគឺនៅពេលល្ងាចនិងពេលព្រឹកក្រុមអ្នកប្រវត្តិវិទូអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកទ្រឹស្ដីនិយមបានយល់ស្របជាមួយនឹងគំនិតរួមមួយហើយបានស្នើសុំបង្កើតទ្រឹស្ដីដែលនិយាយអំពីសត្វចម្លែកនេះក្រុមអ្នកប្រវត្តិវិទូអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកទ្រឹស្ដីនិយមបានយល់ស្របជាគំនិតរួមមួយហើយបានស្នើសុំបង្កើតទ្រឹស្ដីដែលនិយាយអំពីសត្វចម្លែកនេះក្នុងចំណោមអ្នកប្រវត្តិវិទូអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកទ្រឹស្ដីនិយមបានដាក់ការសង្ស័យថាសត្វចម្លែកនេះគឺជាឆ្កែចចកអឺរ៉ាស៊ីដែលជាឆ្កែសង្គ្រាមរុំខ្លួនពីដែកដែលបានរត់គេចចេញពីសមរភូមិសង្គ្រាមណាមួយអ្នកខ្លះថាជាកូនសត្វខ្លាកាត់សត្វតោខ្លះទៀតថាជាសត្វម៉ាំងសាស៊ីឬជាសត្វស៊ីសាច់សល់ពីសម័យបុរេប្រវត្តិចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតអះអាងថាជាចចកដែលជាកូនកាត់ឆ្កែចចកនឹងមនុស្សក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកប្រវត្តិវិទូអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកទ្រឹស្ដីនិយមដែលការសន្និដ្ឋានភាគច្រើនបំផុតគឺហៅសត្វនេះថាជាមនុស្សចចកឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថា The Beast មតិខ្លះក៏បានលើកឡើងថា The Beast គឺជាសត្វម៉ាំងសាស៊ីបុរេប្រវត្តិដែលស្ទើរតែផុតពូជដូចជា Beardog, Dire Wolves ឬក៏ Hynidodon ត្រង់ចំណុចនេះលោក Smith ក៏បានអះអាងថាគំនិតដែលថាសត្វដ៏ធំបែបនេះនឹងគេចចេញពីការរកឃើញនិងការរស់នៅរាប់ពាន់លានឆ្នាំគឺគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃនិងមិនគួរឲ្យជឿសោះឡើយអ្នកផ្សេងទៀតបានលើកឡើងថាវាជាឃាតករសម្ងាត់របស់មនុស្សដែលបានប្រើដោយមនុស្សណាម្នាក់ហើយមនុស្សនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការវិប្រហានេះ chôn trong cua đẹp bàn slap đời xa The Beast chỉ chán từ bàn kiri kata từ bàn cắt cá đại sát mũi chấm luôn mình ai phơi bán lại đại vi ai tầm đong tha khi tự co đại trong sầm lập nằm nè khi tự co nốt nực đa rốt chôn trong cua không bị ngay bệnh tọt mốt cào bị việc đang cần lạnh chôn trong cua nặng nấy có prá sát chầm lạnh ní ai mốt sầm lập chôn trong cua tại mặt đòn nè đại control từ đây ní chưa thả khi tự co cứ chưa mình đại prá sát chầm lạnh ní đập bay ai mô bộc rất cật cản. Tao vi chia vậy tử, nè khla bàn son thì than thà, vì chỉ cái sừng kiêm sập khôn biển đáy, để bàn phần dốt bị rụng riêng chầm lái bỏ vía, nâng mua là hết đại vía cờ vi cả ba chỉ nhận nhót, nếp bê để miền cả bánh vụ vía đời có cầm phơi. Khung âm long biển bay nằm, bẩn tọp bị cà vi praha chưa mùi rồi, rồi bàn cây son là mọt thá vì phơi láng đôi đường bít, cho mùi nâng cà pan smart xanh tít để an thá. Miền chôn đồng cua chất pi rồi nhé, tại ban đầm biết si chi chấm nấy, hai nửa pe bị nứt mơ cầm nọt hái nâng cao so với trái để cà phê là bò sạt chấm lạnh ní, đại vi tại ban xây lang đòi castel ban bằng hành thang, sạ sót là bò mình nốt tại ban cây rô khơi tha tại ban rầm liếc đòi phnai để không cà phê là bò đầm biết, nửa pe phải chặt bò này chất pi rồi 20 năm, đầm biết ban khai chỉ tụ ong đó là bay mình nhé, nâng không riêng pre là bò sạt cho chợ, vì ban bằng hành luôn chỉ lực đầm bốn nâng không phnai aso sát cho mùi nâng pro lòng lốt đôi chia riêng. La Bête du Gévaudan nâng Vox an Old Story Reload cầm nọt tra âm pi The Beast được bàn rút tháp bị bàn barangประกลឲ្យប្រព័ន្ធសបផ្សាយសហសម័យដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តដូចជាខ្សែភាពយន្តរឿង Brotherhood of the Wolves និងរឿងភាគទូរទស្សន៍ Teen Wolf ជាដើមសម្បីតែសារមន្ទីរនៅក្នុងស្រុកមួយនៅ Zugez ប្រទេសបារាំងក៏បានសរសេររៀបរាប់និងគូជារូបភាពព្រមទាំងសាងសង់រូបសំណាក់អំពីរឿង The Beast of Gévaudan នេះផងដែរដែលបានរៀបរាប់អំពីរឿងព្រាយនិទានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹង